Kim Min Jae theo những gì mà tôi hiểu liên quan đến Kim Min Jae thì hôm qua ấy, hay là hôm kia ra những rất nhiều những cái bài báo đó <laughs> liên quan đến Kim Min Jae là uh, trung vệ người Hàn Quốc của Napoli, ok, trung vệ người Hàn Quốc của Napoli. Việt Devils cũng đã post ở trên mạng xã hội rồi để đây để tôi chia sẻ lại cho các bạn. Cái này đến từ Fabrizio Romano, Bayern Munich đang tiến gần hơn để có được thỏa thuận đầy đủ về các điều khoản cá nhân với Kim Min Jae. Các cuộc đàm phán diễn ra một cách tích cực và hợp đồng gần như là đã thống nhất cho đến năm 2028. Bây giờ là 2023, 5 năm hợp đồng. Hợp đồng 5 năm xin lỗi. Tiếng Anh thì phải là 5 năm hợp đồng 5 year contract. Bayern đã xác nhận ấy, với Kim ấy là về kế hoạch thanh toán điều khoản giải phóng vào tháng 7 và như thế thì vẫn không có giá thầu mới từ MU. Ok, cái vấn đề ở đây là như thế này này Manchester United có muốn Kim không? Có Bayern có muốn Kim không? Có Kim có muốn MU không? Có Kim có muốn Bayern không? Có Nếu như mà phải chọn giữa Bayern và MU Kim chọn ai? Cái này là một câu hỏi rất khó Đối với tôi ấy là 60-40 Không phải là 50-50 60-40 60 là Manchester United, 40 là Bayern Tại vì nói gì đi chăng nữa từ Syria mà bạn đi đến Bundesliga ấy, bạn đang đi một bước thụt lùi. Bạn từ đội vô địch Syria mà bạn đi đến một đội vô địch Bundesliga, bạn đang đi một bước thụt lùi. Tôi cũng quan tâm vào bạn nhận xét như thế nào chứ. Đây là góc nhìn của tôi đúng không? Góc nhìn của tôi ấy là như thế. Bạn đang đi một bước thụt lùi. Không hẳn đấy là Kim Min Jae thích MU hơn Bayern. Tôi đã không bảo thế cái mà tôi bảo ấy là Kim Min Jae ấy, hiện tại ấy, thích đến MU để được đá ở trong EPL cái này là cái mấu chốt ở đây nếu như Bayern và đá EPL mà MU đá làm sao Bundesliga thì coi như là xác định luôn <laughs> khá là rõ rồi mà nhưng mà cái việc ấy mà MU thi đấu ở trong EPL ấy nó giúp cho chúng ta có một cái độ thu hút hơn OK đấy đây là lý do vì sao ấy mà tôi bảo ấy là 60 40 đối với tôi không phải là 50 50. MU vẫn nhỉnh hơn. Cái vấn đề ở đây này là ông MU ấy bị hai cái ràng buộc. Chắc cho tôi biết hai cái ràng buộc là cái gì. Chắc chắn là cộng đồng của chúng ta sẽ biết được cái điều này. Tôi uống ngụm nước. Cái ràng buộc cho Manchester United hiện tại là gì và vì sao MU không hành động cho Kim Min Jae? Tiến Duy bảo là thấy người Hàn ảnh hưởng từ Park Ji Sung nên cầu thủ fan MU nhiều lắm. Phát bảo là tiền và Maguire hoàn toàn chính xác. Tiền và Harry Maguire. Tiền ở đây nó liên quan đến giới chủ. Ok. Tiền nó liên quan đến giới chủ một phần. Nhưng mà vì cái vì cái điều khoản giải phóng ấy nó khá là rõ là con số là bao nhiêu tôi nghĩ là nếu như mà MU muốn Kim Jae thì đã phải soạn tiền ở trong cái gà rồi. Cho nên tôi nghĩ là tiền là một phần thôi, nhưng mà cái vấn đề lớn hơn đấy là Harry Maguire. Như tôi lần trước tôi đã chia sẻ rồi. Đối với tôi ấy, nếu Harry Maguire là một trung vệ backup nó không đến nỗi. Tất nhiên đấy, sau đấy Hodgson chiêu bảo là không đồng tình với mình đúng không? Nhưng mà cái vấn đề ở đây ấy, là như nào? Cái vấn đề ở đây là phải nhìn về tất cả các vấn đề xoay quanh ưu tiên nếu bảo tôi Harry Maguire ấy là một trung vệ mà không phải không phải là tốt trong một đội Man City hoàn toàn đồng tình <laughs> Harry Maguire là một trung vệ dự bị ok ở trong một đội MU cái này thì tôi tôi phải thừa nhận tôi phải đồng tình tại vì à, chúng ta không có quyền để đòi hỏi quá cao đơn giản là vì à, cái đội chính của chúng ta còn chưa ra một cái gì cả đội chính của chúng ta đội starting 11 11 cầu thủ xuất phát của chúng ta còn chưa ra một cái gì cả cho nên chúng ta không thể đòi hỏi một cái ông trung vệ mà còn world class hơn nữa tốt hơn nữa ông Harry Maguire cho nên đối với tôi về mặt ưu tiên à cái vấn đề Harry Maguire ở lại MU nó không phải là quá tệ nó không phải là tuyệt vời nhưng mà nó không phải là quá tệ tại vì đối với tôi nó cũng không phải là ưu tiên cái ưu tiên của chúng ta đang còn rất nhiều những vị trí khác đúng không tuy nhiên ấy làm sao nếu như chúng ta muốn đem về Kim Jae thì ông Harry Maguire phải đi thì bây giờ ông MU ấy đến đầu tháng 7 Ông Manchester United ông vào xong ông kích hoạt vào phát Kích hoạt hợp đồng của Kim Min-jae Kim Min-jae chấp nhận đến Manchester United đi Tại vì nếu như các bạn tin tôi đi Thì các bạn sẽ đồng tình với cái việc là 60-40 không? Bayern với MU cùng nhảy vào kích hoạt Hỏi tôi luôn ấy Bayern với MU ai trả lương cao hơn ấy Thì các bạn biết câu trả lời là gì rồi Cho nên ấy Ông Kim Min-jae đến Manchester United Ông Kim Min-jae đến Manchester United Mà MU vẫn còn Harry Maguire ở đấy Thì ai thua lỗ ở đây Không phải là Kim Jae Không phải là làm sao Không phải là Harry Maguire Mà chính là Manchester United Chính là MU MU ấy là cái ông mà thua lỗ Ở trong cái kèo này Đơn giản là vì sao Tại vì à, ông Man ông Man United ấy Ông ấy bây giờ ấy có quá nhiều trung vệ Axel Tuan hình như là vừa mới rời rồi đúng không? Chúng ta vẫn còn Eric Bay, Eric Bay còn giờ không? Tôi cũng không nhớ nữa. Bể loạn hết cả lên rồi. Chúng ta còn Tedden Mangi, chúng ta còn Victor Lindelof, đúng không? Chúng ta vừa cho Phil Jones nghỉ rồi. Đấy, sau bây giờ chúng ta có một qua chúng ta có Kim Min Jae. Quá nhiều, vô cùng nhiều trung vệ thừa ra, thừa ra đúng không? Và quỹ lương nó lại càng ngày càng tăng. Đơn giản là thế thôi. Cho nên đấy, MU phải rất chắc chắn là bán được, bán được ông. Harry Maguire thì mới muốn đem về Kim Minh Jay lần trước tôi đã chia sẻ rồi đúng không? Từ bây giờ cho đến đầu tháng 7 ấy, mình phải bán được Harry và chưa có một chút động tĩnh gì xoay quanh cái việc này. À, chỉ chưa bảo là với tao ưu tiên ở đây là đẩy đẩy được người đi để gom tiền và space mua người về vì đưa người đi là cái mình chủ động được. Tao nghĩ là chủ động được ấy là một phần, nhưng mà không có một thằng nào ngoài kia mà thèm mua Harry Maguire thì cũng không thể nào mà chủ động được Đúng không? Muốn bán thì phải có người mua Nhưng mà hiện tại à, nếu như mà không có một người nào ngoài kia mua ấy Thì cũng không thể chủ động được Và hiện tại nếu như mà nhìn ở trên cộng đồng mạng xã hội Và tất cả các nhà báo phân tích ấy, Thì làm sao? Thực sự ấy là im phăng phắc Im phăng phắc không có một động tĩnh gì cả Xoay quanh cái interest, xoay quanh cái sự gọi là Tham vọng để có được Harry Maguire West Ham không có một động tĩnh gì cả để link với Harry Maguire. Chúng ta bảo đấy West Ham Harry Maguire có thể đến đấy để đá. Aston Villa không muốn có Harry Maguire. Aston Villa có một ông à, tôi nghĩ là đá khéo còn chắc hơn Harry Maguire là Tyron Mings cũng là người Anh cũng là kiểu dạng to đùng, khỏe trâu. Tyron Mings rồi Aston Villa đâu có cần Harry Maguire. Tôi cũng không hiểu ông nào khác ngoài kia có cần Harry Maguire nữa. Cho hiện tại tôi đang cảm thấy lo và tôi nghĩ là cái vụ mà Kim Min Jae đến MU ấy tôi bảo về mặt xác suất nhá thì tôi nghĩ là hiện tại 50-50 với với ông Bayern Munich nhưng mà về mặt Kim Min Jae có muốn đi đến đâu ấy nếu như mà MU có hành động ấy thì tôi nghĩ là 60-40 Kim Min Jae muốn đi về hướng MU hơn tại vì có EPL nhưng mà cho đến bây giờ à thì chúng ta chưa thấy là MU có thể hành động được nếu như mà chúng ta không không làm sao không đẩy được ông Harry Maguire đi và hiện tại à tôi nghĩ là đã gửi thư um, gửi e-letter, inbox Facebook, tất cả những cái câu lạc bộ liên quan rồi. Tôi không nghĩ là MU đần thối ở đấy đâu. Tại MU chảnh không chủ động ra bán. Ừ thật ra tao cũng biết được. Đúng Tao vừa mới nói cái ý này. Làm sao? Chỉ chiêu đang bảo là tại MU không chủ động. Nhưng mà tao ấy, tao nghĩ là MU đã chủ động rồi, đã gửi thư rồi, đã liên hệ với agent các kiểu rồi, ấy, đã đánh hơi rồi và cái việc mà tin tức nó đã ra như là Eric Ten Hag đã bảo ấy là Harry Maguire có thể ở lại nhưng mà nó có tốt cho tương lai của Harry Maguire không? Xong rồi Laurie Whitwell cũng lên và đã bảo ấy là Gareth Southgate cũng đã nhận xét thế này về Harry Maguire và Maguire bây giờ đang phải cân nhắc blah 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 cái này ấy là những cái cách một cách gián tiếp thôi là MU đang đánh tin với thị trường ấy là làm sao tất cả các câu lạc bộ ngoài kia ơi có ai muốn Harry Maguire không? Tại vì à nó rõ với fan của chúng ta như thế này đây thì nó cũng phải rõ với tất cả những câu lạc bộ nào mà có thể muốn muốn tham khảo giá của McGuire và cho đến bây giờ không một ai muốn ông này cả và tôi nghĩ là cái mấu chốt ở đây thưa quý vị và các bạn là một phần liên quan đến cái lương của ông ấy tất nhiên là cái giá của ông ấy là một chuyện nhưng mà một phần cũng liên quan đến cái lương sau bây chúng ta lại phải nhảy sang chúng ta phân tích là ôi rồi ôi thì bên lương cao thế này thì MU có lẽ là phải trả một phần bla 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 cái đấy rất là dài dòng đâu nhưng mà ý tôi ở đây làm sao tôi muốn chốt lại cái ý này ở đây tôi muốn chốt lại cái ý này ở đây là Manchester United bây giờ chỉ có khoảng hai tuần nữa thôi hai tuần nữa thôi đến khi ý, cái điều khoản uh, kích hoạt của Kim Min Jae nó bắt đầu và ông MU phải chủ động rất rất nhiều ông MU phải 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 đến nhà gõ cửa, ok làm bánh xong rồi tặng quà xong rồi gửi hoa vân 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 tới tất cả những cái câu lạc bộ liên quan đấy và tiềm năng nhất đấy mà có thể nhận ông McGuire để làm như nào đấy để tống ông này đi một phần ấy là cũng phải làm sao nói chuyện với Maguire và làm như thế nào đấy để để làm sao để giúp Maguire tôi không biết nữa tạo ra một cái điều kiện nào đấy thuận lợi để ông Maguire có thể ra thị trường và đưa những thông tin chẳng hạn đối với tôi tôi luôn luôn coi trọng cái việc ấy là những cái cầu thủ mà liên quan như là Harry Kane này Mason Mount này trong trường hợp này Harry Maguire nếu như mà muốn rời thì phải chủ động ra thị trường và nói nếu như mà chủ động nói nó xúc tác hơn cái quá cái, 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 quá trình này lên rất là nhiều nó tạo ra một cái chất xúc tác cho cả cái quá trình này catalyze đúng không nếu như mà không làm mà thì thực sự ấy, là tất cả ấy, đều đang lose 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 tương lai sự nghiệp của Harry Maguire cũng lose và Kim Min Jae như thế cũng lose tại vì Kim Min Jae à, muốn đến MU hơn thực sự mà nói đây là cái vấn đề hiện tại liên quan nó đang hơi bế tắc và chúng ta đang chưa bứt phá ra khỏi đúng không và tôi nói thật là đây chắc là một cái chủ đề chính của cả ngày hôm nay chúng ta chưa bứt phá được khỏi tất cả những cái chuyển nhượng của chúng ta chúng ta chuẩn bị đi từng cái chuyển nhượng này và các bạn sẽ thấy tất cả các chuyển nhượng bây giờ nó như kiểu dậm chân tại chỗ